Ui, tránh được luôn kìa, fit luôn. Khi anh em nhìn qua cái ống bơ mà mình đang cầm ở trên tay như thế này thì có lẽ anh em sẽ hình dung đây là một cái loa Bluetooth phải không ạ? À, hoặc là một cái đồ chơi công nghệ gì đấy. Nhưng mà thực ra thì đây nó là một cái máy chiếu anh em nhé. Con này là Xiaomi Mongo 3 Pro, mới được Xiaomi ra mắt vào nửa cuối 2024 này. Và hôm trước thì mình cũng đã làm một cái video nhanh trải nghiệm mấy cái mẫu Xiaomi mới đấy. Thì sau đây sẽ là những cái video mà mình review chi tiết hơn từng cái sản phẩm. Thì cái sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến cho anh em, đấy là cái mẫu máy chiếu thông minh gia đình di động đa năng Xiaomi Mongo 3 Pro. Con này thì nó đánh vào cái phân khúc là máy chiếu xem phim gia đình kết hợp với lại những cái hoạt động khác để cho chúng ta tiện mang đi mang lại, như là đi dã ngoại, đi du lịch, đi cắm trại, hay là dễ dàng set up ở những cái không gian khác nhau để chiếu luôn trực tiếp lên trên tường trong phòng ngủ của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể di động mang nó ra những cái phòng khác hay là những cái địa điểm không gian khác, hoặc là chúng ta có thể đặt ngay trên bàn làm việc để thay cho một cái màn hình phụ để chúng ta chiếu ngay trực tiếp lên trên cái bức tường cạnh cái bàn làm việc của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể dùng để tập thể dục, kiểu như là chiếu những cái bài tập yoga, những cái bài tập thể dục lên trên tường và chúng ta tập theo, có sẵn loa ở bên trong. Đấy, nó có rất nhiều những cái công dụng, gọi là một chiếc máy chiếu đa năng di động đúng nghĩa, phục vụ cho nhiều mục đích và nhiều cái nhu cầu khác nhau. Ngoài một cái máy chiếu thì chúng ta có thể dùng để làm một chiếc loa để bàn. Khi mà chúng ta không trình chiếu nữa thì nó sẽ đảm nhiệm vai trò là một cái loa Bluetooth. Loa ở đây sử dụng loa của Harman Kardon, cũng là một cái thương hiệu loa rất là nổi tiếng cho một cái chất lượng âm thanh rất là cao. Và chúng ta sẽ có một cái đèn nền để chúng ta để ở chỗ giường ngủ ấy, nó vừa mang tính chất decor, vừa mang tính chất là có âm nhạc, phát nhạc để cho chúng ta, rất là đa năng và tiện dụng. Ở đây thì khi mà anh em mua cái Xiaomi Mongo 3 Pro này thì anh em sẽ có hai cái sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là với những anh em mà hay dùng ở nhà thôi, chúng ta không có nhu cầu cơ động thì chúng ta có thể sử dụng cái bản không có pin, tức là bản chỉ có máy không thôi, và chúng ta sẽ cắm vào cái adapter nguồn để sử dụng với lại nguồn điện thông thường trong gia đình. Và cái option thứ hai đấy là chúng ta có thêm chân tripod và có kèm pin, phù hợp cho anh em kiểu như là hay mang đi mang lại, đi dã ngoại, đi ra ngoài trời, hay là hay cần phải sử dụng mang đến phòng tập yoga, phòng tập thể hình để chúng ta chiếu những cái bài tập mà ở đây chúng ta không có cắm điện thì chúng ta có thể là dùng pin từ cái chân tripod đấy. Đấy là hai cái option. Thì với cái chân pin bán lẻ của Xiaomi, hãng họ đang bán lẻ với giá là 2,5 triệu cho một cái chân. Còn nếu mà anh em mua cái combo cả máy cả chân luôn thì anh em sẽ chỉ phải thêm 1 triệu thôi. Và cụ thể giá của sản phẩm này như thế nào thì mình để ở như cái link ở phía dưới video, anh em có thể truy cập vào. Nó còn tùy thuộc vào những cái chương trình khuyến mãi giá thời từng thời điểm. Anh em xem cụ thể chi tiết ở những cái link mình để ở dưới phần comment nhé. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ chiếu test hình ảnh cũng như là giới thiệu cho chúng ta các cái chức năng của cái máy Mongo Pro 3 này. Mình đang chiếu lên cái màn chiếu ở đây là màn chiếu trắng, kích thước tiêu chuẩn là 100 inch, tỷ lệ là 16:9. Và hiện tại trong phòng đang có đèn anh em nhé. Cái độ sáng của cái máy Mongo Pro 3 này nó là 450 ISO lumen, tức là nếu mà đổi ra ANSI lumen thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 700 ANSI lumen. Nên là với một cái phòng mà nó có điện sáng cả bên ngoài lẫn bên trong như này thì chúng ta sẽ không thể thấy nó rõ nét được, mà nó sẽ chỉ là ở mức độ lờ mờ thôi. Cái Mongo Pro 3 này dùng công nghệ là DLP và chip là chip DMD 0.23, độ phân giải là Full HD. Ở đây thì có lẽ anh em sẽ thấy được là có một sự cải lùi giữa cái chip đời cũ của những cái dòng Halo rồi Elfin là 33, mà con này nó lại về chip 23 đúng không ạ? Nhưng mà thực tế ra thì cái chip 23 này nó là chip 23 được làm theo cái công nghệ mới của Xiaomi. Mình sẽ quay cận, đây là mình khi nào mình đang quay rất là gần, rất là cận của cái hình ảnh nhé. Đấy, mình dùng máy ảnh để mình focus vào từng cái hình ảnh rất là nhỏ ở đây. Thì có thể thấy là tuy là cái Mongo này nó dùng cái con chip là chip 23 thôi, nhưng mà anh em có thể nhìn một cái điểm ảnh nhé. Có thể không biết anh em nhìn thì anh em có thể thấy được không, nhưng mà những cái điểm ảnh này ấy, thì nó lên rất là mịn. Thực sự là mịn đấy, nó mịn hơn so với lại cái dòng chip 33 trước ấy. Tất nhiên là chip to thì nó sẽ có cái ưu thế hơn, nhưng mà cái dòng chip 23 này Xiaomi nó làm rất tốt. Nó có một cái công nghệ mới để nó XPR cái chip 23 này, nó khiến cho là trước đây thì những cái con chip 33 là cái hiện tượng mà nhiễu hạt trắng khá là nhiều, nhưng mà cái dòng chip 33 mới này thì nó sẽ nhiễu ít hơn. Cũng như là đây, cái điểm ảnh của nó này, đây anh em có thể thấy cái điểm ảnh của nó rất là mịn đấy.
điểm ảnh nó khá là ok nhé, rất là mịn, và hoàn toàn chúng ta có thể là tin tưởng vào cái chip này. Ok anh em, đây là cái giao diện bên ngoài của cái Xiaomi Mongo 3 Pro này. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái giao diện của Google TV. Đây là một cái giao diện mới so với lại cái Android TV trước đây. Thực ra cả hai cái này nó đều là một, nó đều là của Google rồi. Cái giao diện nó khác một chút về những cái phần cài đặt các kiểu thôi. Và ở đây thì có gì hay? Trước khi nói về những cái tính năng của máy thì mình nói đến cái này. Đấy là cái Netflix. Đấy, Netflix là một cái mới nhất hiện nay trên cái dòng những cái dòng Xiaomi này, tức là nó đã có chứng chỉ rồi nhá, nên là chúng ta cứ thoải mái xem chất lượng cao nhất mà không bị liên quan đến áp ủng rồi tính ổn định các kiểu. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái Netflix chất lượng là chất lượng tối đa rồi, áp chính chủ nhá. Đấy, anh em cứ yên tâm để mà dùng Netflix. Netflix là cái rất là hay và đáng tiền ở trên cái dòng Xiaomi mới này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có vẫn là cái những cái tính năng mà trước giờ đều có trên các cái máy của Xiaomi rồi, bây giờ chúng ta sẽ có nâng cao lên thôi. Đấy là những cái tính năng về tự động lấy nét, tự động hiệu chỉnh. Đấy, thì ở đây thì chúng ta sẽ có nâng cao lên một chút, rồi như những cái tính năng về Keystone. Thì ở đây là Xiaomi là phát triển gọi là cái thế hệ mới, thế hệ là 5.0 để hiệu chỉnh cho nó được chuẩn và thông minh hơn. Thực tế là thì những cái thế hệ trước thì nó cũng đã làm rất là tốt rồi, nên là sang cái thế hệ này nó cũng có tốt hơn, nhưng mà nó không khá gọi khác biệt. Đây chúng ta sẽ có là các cái cài đặt ra có thể đọc ngay bằng tiếng Việt, ở đây thì nó sẽ có hết. Ví dụ như là tự động điều chỉnh kích thước vị trí hình ảnh để tránh chướng ngại vật như công tắc trên tường này. Cái này cũng quen thuộc thôi, không có gì mới cả. Chẳng qua là nó sẽ làm cho nhanh hơn thôi. Đây thì chúng ta sẽ có cái phần xoay màn hình. Đấy, cái phần này trong trường hợp là để chân máy chéo hoặc là để cái sàn nhà nó không được thẳng thì chúng ta sẽ có cái phần xoay này để cho nó cân nhanh hơn, thay vì là sẽ cân từng điểm một. Hoặc là chúng ta sẽ có cái khung hình dịch chuyển. Đấy, cái khung hình dịch chuyển này thực ra nó là dịch chuyển kỹ thuật số, dịch chuyển điện tử. Khung hình nó dịch chuyển nó như kiểu Keystone thôi. Nó sẽ dịch chuyển nhanh hơn thay vì chúng ta căn chỉnh từng mép một. Ở đây có một cái này mới này. Đấy là cái cài đặt loa nền nhá. Đây là một cái mới, thay vì máy chiếu chúng ta không dùng, nó còn chức năng là loa. Đấy, khi mà chúng ta đặt xuống thì chúng ta sẽ thành một cái loa. Thì nó sẽ có những cái cài đặt như kiểu màu sắc ánh sáng này. Ví dụ mình đang để màu tím này, màu sắc đây, màu sắc này thì nó sẽ là một cái giải màu nhiều này, không có này thì tắt đi này, cam này. Thì nó là một cái với loa mà đi kèm với là một cái đèn nền. Đây gọi là cái tính năng là cài đặt loa nền, tính năng mới ở trên những cái dòng này. Ok anh em, tính năng này nó chỉ đến vậy thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ test cái hình ảnh của máy nhá. Đây thì chúng ta sẽ cùng test hình ảnh. Mình đang chiếu 100 inch thì hiện tại thì cái phòng thì phía sau mình đang có cái đèn nhá. Đang chưa tắt đèn, hiện tại đang để đèn trước. Thì chúng ta cùng test cái chất lượng hình ảnh nhá. Độ phân giải là Full HD. Độ sáng là 450 ISO khoảng tầm 700 ANSI lumen. Đang chiếu 100 inch, nhìn chung là cũng đủ để chúng ta sử dụng ở trong phòng. Đấy. Đấy, loa thì cũng khá là hay, loa khá là to. Nhìn chung là xem gia đình và xem những cái video cơ bản thì như này là khá là quá là ok rồi. Mọi người cùng xem cái chất lượng hình ảnh khi mà đang chiếu. Có một cái con nữa nó ra mắt cùng với lại cái con Mongo 3 Pro này, đấy là cái con Elfin Flip, là cái bản thế hệ tiếp theo của Elfin. Thì cái con đấy hiện tại thì mình chưa lấy về, tại vì là cái cấu hình của nó đang đuối hơn cái con Mongo 3 này, tức là độ sáng của nó thấp hơn, như là nó chạy cái hệ điều hành không phải là Google TV, nó là một cái hệ điều hành gọi là Xiaomi OS do Xiaomi họ mới phát triển lên. Nên là mình vẫn chưa tin tưởng vào cái hệ điều hành đấy lắm, mình vẫn tin vào cái Google TV hơn. Thành ra là mình lấy cái con Mongo 3 này về trước, vì căn bản nó cũng đẹp cơ. Con này mình thích từ lâu rồi, tại vì trông nó rất là đẹp. Rồi có thể là mang đi mang lại, đi dã ngoại anh em hát hò karaoke, hoặc là sắp tới đến Tết thì mang về quê chiếu lên buổi chiều, chiếu lên tường cho trẻ con xem, rồi mọi người hát hò khá là hay. Tính cơ động nó cao, có thêm cái quả chân pin nữa thì cũng khá là cơ động. Nhưng có một lưu ý, đấy là cũng giống như là cái dòng Halo trước đây ấy,
là khi lắp pin vào thì nó sẽ giảm độ sáng xuống, không sẽ được độ sáng tối đa như là chúng ta cắm điện đâu. Ở lúc đầu thì mình cũng nghĩ là nó sẽ thua hơn cái dòng Elfin mới, thực tế thì nó cũng không bị thọt quá nhiều đâu. Cũng hơi bất ngờ vì cái dòng chip mới này thì bên Xiaomi họ làm trông khá là mượt, cái độ nhiễu hạt nó lại được cải thiện nhá. Đấy, cái điều đấy là cái điều rất là hay, vì mấy cái dòng chip nhỏ mà XPR lên Full HD ấy, thì nó hay có cái hiện tượng nhiễu nhiễu hạt trắng như khi mà chiếu nền đen. Anh em để ý kỹ là thấy những cái đời trước thì nó bị nhiễu nhiều, cái đời này thì mình thấy nó cải thiện được khá ổn, nó không bị nhiều như vậy và xem thấy cũng khá ok này, chi tiết nó lên tốt đấy. Xem gia đình nó ok. Còn nếu mà chúng ta muốn cái chất lượng cao hơn thì chúng ta tất nhiên là chúng ta phải lên những cái dòng tốt hơn. Còn với một cái con máy mà nó không chỉ gọi là dùng để xem phim, còn nó còn cơ động, gọi là mang những cái đặc tính mang tính chất là đa dụng, cơ động, mang đi mang lại phục vụ nhiều nhu cầu, không chỉ trong phòng mà còn ngoài trời, còn dành cho các chị em dùng để chiếu thể dục thể thao, rồi anh em đi dã ngoại các kiểu đấy, thì nó khá là hay. Ok anh em, thì nhìn chung là cái con Mungo 3 Pro nó là như vậy đấy. Còn anh em có thể là test trực tiếp máy ở Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh, bên mình thì có sẵn cho anh em test bảo hành chính hãng vẫn là 12 tháng như lâu nay. Rồi chúng ta cùng xem thêm một số hình ảnh của máy nữa là mình cũng xin kết thúc video từ đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo về hai cái mẫu là Aura 2 và Horizon S Max, xem là nó có gì hay không anh em nhé. Xin chào.